Xin chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay mấy anh em của mình á ăn cháo gà các bạn ơi, bữa nay á mần gà nấu cháo ăn nè. Giờ mình mời các bạn á cùng vào ăn với mình nha. À. Trên ghê quá. Hai thằng bánh ba rượu. Đây, một dĩa gà. Gà ăn bữa nay năm sớm đi. Ăn rồi hát họ luôn nghe các bạn, ở đây có thùng luôn. Đi Thủ Đức. Thủ Đức đi cái này là gà tre, gà ở nhà của mình đó các bạn. Bữa ăn gì hôm năm chứ. Rất là thơm. Thơm quá. Nó dẻ thịt lắm luôn các bạn. Gà này dẻ thịt. Thôi vậy mày với lại anh ngon ăn cháo đi. Ăn gà cho. Mình thích ăn rồi. Ăn nè. Vô các bạn ơi. Hôm nay ăn cháo gà của mùng năm ăn cưới. Mai ăn trước mùng năm. Gặp đây tí với mùng gì mùng nhãn. Gì mùng nhãn coi nè. Trời. Ăn cơm. Trời. Con quay ăn kia vô thăm mấy cái cả rồi. Bỏ cái màu. Dạ. Con chanh lên còn mối hôm nay nè. Vô đuôi cái ăn. Đuôi cái ăn, ăn cái đuôi. Đó ngon. Đói ăn ngon. Tinh cường lên cao. Chết hộp rồi. Chết hộp. Ăn nhà thẩu chết. Chưa có gớt, nó còn ở đây chứ đâu có gớt ra đâu. Đã. Gà còn trứng nó còn con à, con gà. Trứng đặt
Ở mẹ ra anh đi đâu cái ruộng nó nhục ờ đây đâu có à, có lỗ của mình gì cái máy hết pin từ 1 tháng giờ rồi. Ăn cái ruột và uống 1 ly là chạy đi hết tóc vui thì sạc cái bột bẻ về sạc cái bẻ nè vô vô sạc khỏi hậu thì có mấy pin rồi cũng mấy thì không qua này ông sạc bỏ lên trên cái thùng lo và uống chanh đây thầm nữa mai gì nữa rồi mai rồi mai dẫn đi ấu không đi không tôi mai chắc mì ở đây có ai nào dẫn giờ tôi từ lại chiều phải kiếm người đi lầy á lầy không đi lầy những nào ở chiều thì nó quạt nó lạnh thiệt à nó chắc cũng được 4-5 bó cũng 2 hàng các chút thì mà ra thằng nhỏ cây mời cái này bự quá mời đúng nhiều 200-400 bó gì đó vậy mà bự hả 300 tiếng máy nhiều tiếng máy hồi về à chắc 7 máy xong rồi 6 giờ chắc 7 máy về tới nhà luôn 7 máy bự là lo bự sống không mà lạnh là thuốc là thịt 700 mấy mà muốn bớt thì còn 600 bớt ừ. Xe theo rồi chưa rồi nó sụp lại nữa hả mới lấy hả à. Nước rồi có nước nữa. Các bạn ơi bây giờ tới mình ăn nha các bạn mình mời các bạn cùng ăn nha nè cái đùi của con gà tre này các bạn dễ ngắt luôn á còn đây là chén muối ớt bữa không ai bẻ đi cảm ơn các bạn mời các bạn cùng ăn nha cũng được cậu người ta còn quá chừng á bẻ ngon hết để đụng đó tại em chút không phải xong rồi giờ tái về bỏ lạnh cái gì bỏ để dành để ăn mới được nè cái nước nhiều chính nào là nước nhiều đấy chấm kiểu này ăn họ chắc cao huyết áp luôn quá chấm muối nhiều quá bỏ ngoài cho héo rồi ngon mà mặn quá cho héo vàng vậy nè vàng trời mới bỏ lạnh một tí chứ giờ không bỏ lạnh liền cái đùi gà này ăn đúng bài luôn các bạn ơi nó rẻ nó ngon mình tính về cho ta giờ gì mất cái người học giờ gì rồi càng lắm làm nhanh lên chắc sao đâu bữa nay thứ bảy chiều đến nhậu cả rồi ngon quá mấy ông mình vợ cũng khá từ đầu chưa thấy nắm chịu bớt mượn cái dĩa chút xíu nha mượn cái dĩa quay cái nha ê Toàn ăn cái gùi đi Toàn ăn gùi đi gùi nè đây đây nè mà quay đi không ăn đi phải bắt cá nữa cái đã đi nắm rồi còn các bạn ơi mình mời các bạn cùng ăn cái mề nha còn quá già thì nó rút cái đường cái một cái trứng thôi các bạn mình chả tắt nhà nên nó hấp miếng cháo ở nhà cũng dưới nghỉ chứ ha gấp đi ha à. Ủa sao cầu nãy đâu con cầu nó bút luôn bút luôn này cũng lại là không cái rồi mình mời các bạn cùng ăn nha cái này là cái cánh này các bạn mình nhậu được cũng lâu tắt này nhậu về cũng vậy ngọt bây giờ nhà mình nó không làm để nhậu đơn thi vậy thi rồi còn tao bén được qua wow. Nhậu cái em lên tỉnh làm 2 thùng bia nữa tiền mấy bữa ngày mai có làm đi ngủ tầm cái hướng ngủ vừa cứ tắt còn cái chiều lầy hoặc mạnh đi ăn đúng. Được mà lầy bữa nay là nó nhậu tới cây luôn ngày mai chắc có mấy không cây nó nhỏ mà cây nhỏ thì được béo cái cánh có già các bạn béo đặt nó tên nổi rồi chiều nay cảnh tích tiền đưa cho
đưa vợ thôi. Được. Thế thì được rồi, đấy cũng quá trời. Thịt chén cháo các bạn, ngon quá. Năm tính luôn, bốn. Thôi. Ngoài chắc bữa tính luôn. Ta lấy tiền trước đi cho chắc ăn. Giờ túi hết tiền luôn rồi. Tới là để nước cho trồn mày nhảy. Hết tiền túi rồi. Lấy tiền trước đi, ta thủ ta ăn một năm. Mấy cao luôn, cả hết tóc cũng hay chưa hết rồi. Tới một tách, giờ có nhiều lấy nhiều đi chứ tới một đó không trả nữa, quéo queo luôn. Bởi vậy, lấy trước đi cho chắc ăn. Vô, đang nữa rồi. Bữa này giờ pha mấy ai nó dễ uống. Hôm đủ nguyên rồi không lấy mấy ly rồi uống khô chết. Nguyên rượu cắt cạn còn nguyên chắc 60 độ để mấy ly. Vô. Rồi anh bệnh hình ảnh bị tối á. Chắc đặt kìa. Vô. Mời các bạn cùng vô nha. Rồi, một ly này là bye bye các bạn luôn nè. Bye bye các bạn đi. Bye bye. Sau gặp lại. Các bạn ơi, hôm nay anh em mình chia sẻ bữa ăn cháo gà, các bạn đến đây cũng đã dài, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho anh em mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại video tiếp theo nha các bạn.